tham gia nhảy vũ điệu truyền thống của Hackman nha. Cùng ngắm những đài phun nước tuyệt đẹp ở công viên gần đó. Hello mọi người, tôi Dolly nè. Nghe nói là bữa nay là có một cái buổi tiệc tiệc nhảy của Hackman nha. Thì bây giờ tụi tôi sẽ đi ra công viên để mà tham gia. Lẽ ra là đi taxi á mọi người, nhưng mà tại vì kẹt xe quá cho nên là thôi đi bộ cho lẹ, có một cây à. Ở bên đây mà đi bộ thấy một cây thì thấy nó bình thường, nhưng mà ở Việt Nam mà đi bộ một cây là lè lưỡi luôn. Cái đường này nhìn giống mấy cái hẻm ở Việt Nam nè mọi người. Nhà người ta cũng xây giống giống ở Việt Nam nữa luôn á. Mọi người coi mẹ con tôi nè. Bữa nay tông hường luôn. Mấy cái nhà trong khu này á, người ta trồng nhiều hồng leo. Và đi dọc đường này thì có nhiều cái cụm giống như vậy lắm luôn á. Chồng tôi cũng kêu á, em vừa đi mà em vừa quay video chắc tới tháng sau mới tới. Xong rồi người ta nhảy xong người ta đi về hết rồi, mình chưa có ra tới nữa. Đây là phía đầu đường nè. Ở Yerevan không có nhiều chỗ nhìn hiện đại như vậy đâu mọi người. Cái nhà tròn tròn này á, là rạp xiếc nè mọi người. Nhìn nó mới ha. Và trong vòng chắc là lát nữa không có sức để nhảy. Sao bình thường nhớ một cây mà nó đâu có xa vậy đâu, tao bên đây một cây nó xa ghê. Tôi nghe tiếng nhạc ở đây hình như là tới nơi rồi nè. Chuẩn bị quậy nha chồng ơi. Ồ quá trời đông luôn mọi người ơi. Người ta nhảy cũng được một tiếng rồi đó. Vợ chồng tôi hả, 7:30 mới tới nơi. May mà người ta vẫn còn nhảy luôn á. Ở phía trong có mấy người đó đứng để mà nhảy mẫu kìa mọi người. Đây là chương trình mà năm nào người ta cũng tổ chức hết á. Có nhóm múa và nhóm hát tên là Karin. Họ tham gia biểu diễn và chỉ cho mọi người nhảy nè. Nhưng mà mấy cô gái mặc đồ truyền thống á, mặc đồng á, cho nên là không có thấy chân, cho nên là cũng hơi khó. Năm nào người ta tổ chức cũng có số lượng người tham gia rất là nhiều. Tôi tìm được bạn nhảy rồi nè mọi người. Bạn nhảy này là nhảy bất chấp luôn. Điều nhảy truyền thống của Hackman nha, nhìn thì thấy nó dễ nhưng mà tôi học một hồi á thì vẫn chưa có đúng được luôn á. Bây giờ là cái lúc xếp hàng để người ta dạy nhảy nè mọi người. Người ta sẽ dạy nhảy 4 điều nhảy cơ bản và phù hợp với từng bài nhạc khác nhau. Mới đầu nhìn á thì tôi tưởng đâu chỉ cần nhún nhảy thôi, nhưng mà thật ra là nó có động tác hẳn hoi, chân và tay kết hợp sao cho nhịp nhàng với nhau. Բռնեց ինձ, ես մասը միացա։ Ոչ է։ Ահա, եկան առաջ այն ժողովուրդը, եթե տեսնում եք, միացեք իրանց, որպեսզի կարողանանք երիտեին։ Người ta sẽ dạy nhảy luân phiên. Ví dụ như là 4 kiểu nhảy thì người ta sẽ dạy hết, xong rồi một lúc người ta lại dạy lại. Để cho những người đến sau cũng có thể học được. Աջ ոտից սկսած, վերև, միացավ, աջ, միացավ, վերև, 1 2 3 4 1. Աջ ուղը բարձրացավ վերև. Աջ ոտքը քայլում է 1 ուղի հետ, ձախ ուղը բարձրանում է վերև, նորմին է թեքելու նորից ձախ ուղ. Nhẹ nhàng xong một vòng á thì người ta sẽ biểu diễn hát như thế này nè. Thank you.
sau đó thì người ta lại dạy tiếp. Hồi nãy mọi người thấy tôi nhảy có sung không? Nhảy quá trời nhảy luôn. Nhưng mà tôi nhảy nửa tiếng đồng hồ á, nhưng mà cái động tác của tôi nó cũng không có đúng. Khó quá à. Người ta vẫn đang còn nhảy rất là sung mọi người ơi. Mà bây giờ là 8 giờ rưỡi tối rồi. Nhìn vậy đó nha, chứ nhảy khó cực kỳ khó. Là người ta sẽ nhảy đến khi nào luôn á. Bây giờ muộn rồi cho nên là tụi tôi sẽ đi về đây. Nãy tụi tôi đi ra ngoài kia chơi xong, lúc mà trên đường về thì ghé vô thấy cái này, một cái công viên tàn là đài phun nước không à mọi người. Yerevan là thành phố mà có rất là nhiều đài phun nước, và tụi tôi hơi bất ngờ khi mà cái công viên nhỏ xíu như thế này nhưng mà người ta lại làm những cái đài phun nước rất là đẹp và chỉnh chu. Would you say if things ain't right? Look away, look away. What's really going on? What's really going on? Would you tell me, can't you say? What's really going on? What's really going on? Ngon không? Ngon. Có rất là nhiều màu sắc bắt mắt. Mấy em nhỏ thích chạy qua cái chỗ này ghê luôn á. Người ta sử dụng đèn có nhiều màu sắc ở đây nên là làm cho cái khu này nó nổi bật và thu hút. Lúc nãy đi ngang qua là nhìn vô một phát là muốn ghé vô liền luôn á mọi người. Ôi, con bé nhỏ xí xí chạy qua chắc ướt hết rồi. Mà, phụ huynh không biết làm gì luôn á. Trời ơi lạnh nó luôn á. Bây giờ về thì lạnh vậy sao sao được trời. Đúng rồi đó. Thôi muộn rồi, tụi tôi đi về đây mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem vlog hôm nay. Bye bye.